phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào mọi người. Sáng hôm nay thì bốn chị em tụi mình sẽ đi chợ vào sáng sớm nha các bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ dắt cho các cô chú, anh chị và các bạn cùng đi tham quan một cái chợ rất là mới và lạ luôn. Chợ này thì bốn chị em tụi mình chỉ chạy ngang thôi chứ chưa bao giờ đi qua hết á. Thì ngày hôm nay chị em sẽ lái ghe nè, chở mấy chị em tụi mình qua một cái sông, đây là sông Hậu nha. Bên mông đại ngàn luôn các bạn ơi, nhìn rất là lớn luôn. Giờ này thì mới sáng sớm là còn sương mù. Thì xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng đi chợ Sơn Đốt với lại bốn chị em tụi mình nha. Wow, mênh mông luôn. Dạ chị, nhìn không biết hướng vô luôn chị ha. Dạ. Cái chợ đi qua bên dạo. Tại vì ở cái chợ này thì mấy chị em tụi mình thôi chú đi đường sông bao giờ đó các bạn ơi, nên là mình không có tìm được cái bến đổ nào bình yên hết. Cái bến đổ này là bình yên nhất từ nãy đến giờ rồi, nên là mình sẽ cố gắng lội lên bằng cái đường này để mà đi chợ nha. Rồi, nhưng mà nếu mà các bạn có đi chợ Sơn Đốt thì đi bằng đường đò nha, bên kia có đò, còn mình đi bằng xe sẽ dễ hơn. Cẩn thận chị ơi, cho chị em bước xuống trước rồi té em. Được không chị? Dạ. Cái bánh đổ này bình yên thiệt. Trời ơi bình yên không em, chở tụi bây nhóc giờ. Cẩn thận xíu. Đi theo chị á. Dạ. Là có thế đó. Chị đi đi, em đi theo chị nè. Đi theo tôi nha Ngân ơi. Đi theo em nha. Dạ. Rồi. Xéo qua đừng đi thẳng. Đi xéo, đi xéo, đừng đi thẳng. Xéo hả chị? Xéo. 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 Lên. Nhảy ăn ơi, nhảy kia. Em đừng có la, nó sẽ gục mình đó. Nó cái chợ đằng đó đó, thấy chưa? Ừ. Thầy chó nhiều chứ em. Đi từ từ thôi, đừng không có cắn mình đâu. Thấy chưa? Dạ chưa, ở đằng kia ấy chị. Cái chợ này, cặp cái chợ này sẽ có con kênh nhỏ. Dạ, có con kênh nhỏ nữa hả? Con kênh nhỏ. Nhưng mà cái chợ nó hơi xa cái bến đầu một chút ha. Đúng rồi, nhưng mà gần quá thì nó sẽ bị phương tiện nó bị gọi là sao, ùn tắc đó. Dạ, lần đầu tiên em đi qua cái chợ này luôn á. Ông hồi chợ này người ta bán thì xưa chợ nhỏ người ta ngồi cúng cúng cúng. Đi qua trễ mà không có chợ chùm hổm á, chị không có người. Cái này gọi là chợ chùm hổm cũng có thể. Không nha, ở trong thấy cũng lớn lắm á. Ừ. Hôm trước mình đi qua. Dạ, mình có đậu. Hôm trước mình đi từ hiện có đậu xe ở đó một chút. Bình thường chị buổi chiều là ở đây nè, hay có mấy chị hoặc là mấy cô bán mấy cái đồ ngồi cặp bờ
Tại vì chiều ở đây thường tao phải đi cầu khác. Công nhân đi làm về nó đó. Thành ra là tao bán nhiều lắm. Bên đây là thuộc huyện Chợ Mới. Chỗ này là chị ba gần nhất. Này địa phận của chị ba. Mấy chị em tụi mình đi chợ Sơn Đốt nhưng mà không nghĩ là nó nhóm vào buổi chiều, tụi con nghĩ là nhóm buổi sáng nên là các bạn nhìn bên phía bên đây nè. Không có ai mở cửa hết trơn, cái chợ không có gì hết. Dạ rồi chú ơi. Chú ơi đóng chú ơi. Chú lên xe, lên xe. Chú tên gì chú? Dạ. Chú tên gì chú? Tâm. Chú Tâm. Nên là mình phải nhờ chú Tâm không biết chú này là ai luôn. Chở mấy chị em mình đi xuống cái chợ dưới đây. Chú nãy dưới đây có cái chợ. Chị ba nhớ Mỹ đó. Chị ba nói là chợ Sơn Đốt mà. Đây là dạ.
Trời ơi trời, em ơi em. Con ăn hết ổ bánh mì rồi chú ơi. Yeah. À chú rất là tốt bụng luôn. À cho hỏi gì đó. À cho bốn chị em tụi mình có gian lại chợ Sơn Đốt nè. À, còn cái chợ ngoài kia mình cứ lúc đầu là chị ba nói là chợ Sơn Đốt, nhưng mà lúc sau hỏi kỹ người dân ở đây thì người ta nói là chợ Chùm Hổm. Nên bây giờ xin mời tất cả các cô chú anh chị các bạn cùng vào chợ nha. Mình sẽ đi mua một ít đồ. Nhưng mà quận về ai chở mình? Có bộ giờ đeo khẩu trang vô. Chắc ai chậm á. Chợ Sơn Đốt. Không, nhưng mà nhờ là cái chợ Chùm Hổm Hổng Nhóm nên là mình mới biết được cái chợ này. Cô bán bánh xèo cái gì? Đó, có bánh nữa kìa chị, đủ loại luôn. Chị em muốn mua cái gì? Chị em muốn mua cái gì? Mình vô chợ rau rồi đó. Đó, cá kìa, khô kìa, đủ loại luôn. Hết biết đường đi rồi. Hết chuyện coi vòng đi. Cô bán hết chưa? Ôi, đủ loại luôn. Sao chị? Con lịch đường hay đó. Em mà. Tép gầm rồi. Bán nhiều loại lắm luôn á. Bên đây thì mấy cô còn rất là lạ luôn, tại vì lần đầu tiên mấy chị em tụi mình qua đây á, nên là ai cũng qua nhìn hết trơn. Các bạn thấy là ánh mắt của mọi người á, mọi người thấy lạ lắm luôn á. Mấy chị em tụi mình đã dắt cho các bạn đi tham quan một vòng cái chợ Sơn Đốt rồi. À, bây giờ là đến lúc mấy chị em mình phải tìm cái món gì đó để mà mua về chế biến món ăn rồi đó. À, nếu mà có dịp thì các bạn nhớ ghé đây để mà tham quan chợ Sơn Đốt nha. Mọi người bán rất là nhiều đồ luôn á. À, đặc biệt là cá đồng nè, tép đồng nè, đủ loại luôn. Còn mấy cái đồ ăn uống đồ cũng mình thấy là cũng rất là hấp dẫn, có cả bánh xèo rồi bánh khọt rồi bánh ít nữa. À, mọi người nhớ ghé một lần nha. Bây giờ mình đi mua thôi. Bánh này bán sao vậy cô? À, là cái này là gọi là bánh gì? Bánh kẹp. À, bánh bên cô gọi là bánh kẹp hả? Cái này là bánh kẹp trứng hả cô? Ngon quá à, 3.000 một cái. 4-5. 5 cái cô ơi. Cô mới đổi được có 2 cái rồi hả? Cái nước chờ lại cô đổ rồi con coi cái này. Cô mở ra cho con xem được chưa? Bà đổ. Là cô bán hết luôn rồi đó hả? Wow, là đủ 5 cái luôn. Đủ không? 4 cái à? 4 cái rưỡi cho không cô? Tại vì này nó tới nè, 4 cái rưỡi là cắt ra làm 2. Mở ra, mở
hỏi ra coi được bán không? Mấy giờ cô đi bán cô? Mấy giờ đi vậy? 4 giờ sáng. 2 giờ bắt đổ giờ này. Cũng 2 giờ khuya không có. Xưa mình cũng bán thì mình biết mà. Thơm quá, bánh nóng đổ gì ăn mới ngon nè. Ồ, bốc khói này chưa xong, chị ba ngó sang bên này. Cô ở trong đây bán nhiều đồ ăn quá, bán bánh xèo nữa. Rồi hỏi gì nữa? Kia 5 ngàn. Hồi xưa thì mấy chị em tụi mình cũng từng bán cái loại bánh này rồi. Mình bán bánh kẹp chuối. Bánh nước cho má ơi. Đã quá chị ha. Dạ, mình đi mua cái gì đi hả chị? Rồi hồi mình đảo lại lấy. Cô ơi, con mấy chị em con đi, hồi đảo lại lấy nha. Con gửi tiền. Dạ, gửi tiền cho cô luôn. À, mới chị 4 cái. 4 cái hả cô? 4 cái rưỡi không? Dạ đủ rồi cô ơi. 16 ngàn cô. Rồi, cảm ơn cô. Nè, bánh của chị nè. Bánh của em chưa có. Wow, mình đến gian hàng sầu riêng. Chị muốn ăn sầu riêng. Nóng lắm. Thôi đừng nhìn đi chị. Thôi đừng nhìn. Lê Kim Ma. Dạ. Muốn gì chị em? Chị muốn nó quá trời thịt luôn kìa. Chào chị. Chị muốn ăn lại nè, quá trời luôn kìa. Cô ơi, chị ơi, chị có bán sườn non không? Không cưng. Nó hết rồi, còn sườn già đó. Sườn già hả? Sườn già. 2 ngàn ốc ơi. Chị cho em mượn cái bọc được không chị? Ủa, cho em xin cái bọc. Quá trời luôn nè. Wow. Đây chỉ là món sườn chua ngọt cho ăn nha. Yeah. Ở đây có quá trời thịt luôn. Công lớn. Đủ loại luôn. À, thịt đùi. Thịt ba chỉ. Dạ. Có chứ 1 ký da hàng. Ống heo, da heo. Cái này thịt ghẻ thôi chị. Ghẻ lại, ghẻ cho. Không, em hỏi là cái này thịt ghẻ. Cái này thịt ghẻ lại hơn. Để bạn đây đứng.
không gửi. Rồi, cảm ơn cô. Cái này cô bán ngày chắc nhiều lắm. Này cô bán ngày tới nhiêu con anh cô? Này cô bán ngày nhiêu con? Em cầm cho. Mua tôm hả chị? Cái này được không chị? Nó là nó chết rồi. Có bao nhiêu một ký? Ướp đá. Tôm 20 quá thì 19 thôi. 19 đó. 19. 200 nó bán 19 là bớt. Để chị cầm cho. Em 28 này gỗ. Bao nhiêu được chưa chị? Được chưa chị? Nhìn nha chị ơi. Chị ơi. Nấu canh nè. Mấy con ghẹ nhỏ xíu xíu. Thôi mấy con ghẹ này lão quá. Giờ mấy con ghẹ này nói nghe đi. Ghẹ mấy chục vàng. À, cái này là con ghép. Con ghẹ nhỏ. Để em nấu canh nè. Chín, bao nhiêu vậy? 95 ngàn. Con đó 70 ngàn ký đấy, con mua thêm không? Dạ con đó nó bé quá. Nhỏ xíu à. Tại mua lại nhỏ bán rồi, nó còn dạ bán không nổi. Dạ 75 ngàn hả? Mình qua đây mua rau ha. Dạ. Dạ. Đổi ra luôn hả chị? Rau gì vậy? Đổi ra bao nhiêu một ký vậy cô? Cô lấy cái bọc bự cho con đi. Đầu lấy được không? Dạ được. Cái này là cảnh với ngăn chị ba còn đi khách luôn. Đúng rồi đó. Quá trời ngon luôn rồi. Vô này không thường là vô gì mà nó nhỏ xíu vậy cô? Nụ. Như nụ. Như nụ. Nhưng mà cái này là cuối mùa mới có đúng không? Cuối mùa người ta trồng dưa mới có. Muối ngon lắm á, tại dưa này muối ngon này. Cái này là cô bán chợ bắt đầu mở mấy giờ cô? Chợ mình nhóm lúc mấy giờ cô? Cái này là 5 giờ sáng là nhóm người ta. 5 giờ sáng nó bắt đầu bán rồi. Chợ này lớn. Mấy giờ mình tan cô? Mấy giờ mình tan chợ? Tới 11 giờ. Nhưng mà cô ngồi vậy cô có được góp không? Người ta có góp chợ không? Góp chứ. Một chỗ như cô ngồi là góp, họ góp bao nhiêu? 15 ngàn. 15 ngàn hả? Nữa quá đang bán. Hôm nào á. 2 ký. Dạ. Chị mua cái này là chị làm món cho hai cực kỳ ngon luôn. Không. Cái món này là chị làm ngon lắm nè. Dạ. 12 ngàn. Cái đồ này là đồ gì vậy cô? Đồ mướp. Ủa đồ mướp mình cũng ăn đồ đúng hả? Mướp ngon. Đúng mà em. Cái này thông thường là mình làm gì ăn ngon luôn. Ăn lẩu. Ăn lẩu ngon nhất. Về gì nè. Lẩu không hành không cái gì. Hành ăn không quên. Dạ không. Đủ rồi. Đi thôi. Đi vòng vòng. Bánh lá tre. Còn đây là bánh chỗ cô gọi bánh này là bánh gì? Bánh tét. Bánh tét ha. Gỡ ra một cái cho chị ba con ăn thử rồi cô. Ủa? Rồi hiểu. Cô bán làm sao cô? Gì sao là chị ấy đúng không? Dạ. Đây đó. Wow, trồng quá như vậy cô. Nhưng ngọt. Còn ở ngoài là đường được làm bằng một loại nếp rất là đặc biệt luôn. Ở ngoài là nếp không? Không nếp rồi xay ra nhá. Nói chung là làm kỳ công lắm nguyên, chị. Nguyên hộp cái gì nữa? Ngâm đồ nữa. Cầm cái đi. Cầm lên trước đi. Thôi. Đưa đây chị cầm cho. Đây, xin mời tất cả các cô chú anh chị các bạn thưởng thức nha. Bánh này mình đã bán 2 lần rồi đó. Không, bánh tét chị. Cái bánh tét cô bữa giờ mấy con nhiêu ngầm? Bánh tét nhiều. Trong có gì đó? Ở trong là có đậu. Đậu xanh. Đậu xanh. Đậu xanh này giống như người ta xào á. Không, xào. 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 Xào đường. Ngon cơ hả? Dạ ngon. Cái này là cái gì cô? Bánh tét. Đậu mỡ. Bánh tét. Đúng. Cô cho con gỡ ra cái cho cô. Trời ơi. Ngon quá. Đậu mỡ. Mua đi cô. Ngon lắm. Ngon lắm cô. Khoan rồi nè. Chị ba ơi, bánh tét. Ôi, muốn mập quá. Chỗ bữa nay sao ăn hàng không vậy? Cô cắt cho tao được rồi. Món này 20 ngàn chục hả? Dạ. Này có nhiều ngọt không? Ôi ngon quá à. Ăn một miếng đi. Mà chỉ cầm. Em thử này nè. Nè ha. Ôi trời, em mở kìa. Em đòn một à. Ừ. Số 1. Wow. Chị ba thử miếng đi. Đây. Bánh tét đậu mỡ mà con làm đậu mỡ nhìn nè chị. Ôi. Có con mỡ.
chị lá chè nè. À, ừ, lá chè to ha. Thử đi, thử miếng đi. Xin mời tất cả các cô chú anh chị và các bạn tụi mình lấy với lại bốn chị em tụi mình nha. Rồi, xin mời. Mời cô chú. Ngon à, béo ha. Cô có rất mùi mùi lá bê, lá dừa, mùi nước cốt dừa. Cô cho con một chục này. Cô cho con bốn cái này là tính ra 5 cái, cái này cô lấy cho con 9 cái. Cái này 9 cái rồi con, nãy con lấy 9 cái được rồi cô ơi. Nãy con ăn hết một cái rồi, 9 cái là đủ rồi. Cô ơi, ngoài như này con như nào nữa không cô? Còn như ngọt, như chuối. Chuối. Vậy cho con hai chuối. À, hai ngọt. Chú cùng cách dây hai nha. Ngọt. Dạ. Để làm giống. Hai ngọt. Hai chú hai ngọt là hết mỡ nha chị. Ừ. Thôi ai ăn mỡ ăn đi, mấy một mỡ. Em ăn mỡ nè. Vậy lấy một mỡ đi. Ăn phần đòn coi. Yeah, cô mua rồi. Cô ngon lắm cô. Béo. Ăn đòn nhưng chắc. Dạ. Cô có mở hàng thêm mấy chị chắc hàng cho mỡ. Mấy cô ơi, mua đi, mấy cô ngon lắm. Mua đi cô, mới ăn thử hả? Mới ăn thử ngon lắm. Ngon bá cháy luôn. Và bánh bánh tét nhân chuối. Nhưng mỡ. Cái này là bánh lá chè. Ngon lắm. Lá ngàn hả? Bánh tét có tí mỡ không? Dạ có, nó như mỡ. 6.000 đồng. Dạ 5 50 bỏ 6.000. Béo lắm đó cô. 30 là 50. Dạ 50. Lấy hai đòn đi. Rồi chúc cô mua nhưng mỡ không nha. Dạ, hai đòn nhưng mỡ là cái nào hả cô? Bình đó. Nè cô lấy cho cô này hai đòn. Dạ, cảm ơn mấy con. Dạ. Bánh ngon lắm cô ơi, mua đi cô. Có nhưng mỡ nhưng chuối không? Rồi chúc cô mua bay bánh mắt cho cô. Sau cái chuyến đi chợ mà mấy chị em tụi mình nhớ đời luôn các bạn ơi, không thể nào mà mình quên được. Thì ngày hôm nay mấy chị em tụi mình sẽ ở trên ghe và nấu những cái món ăn rất là ngon và hấp dẫn luôn nha. Đây, hôm nay thì lúc mà mấy chị em tụi mình đi chợ Sân Đốt thì có mua ở đây là có thịt nè, rồi có tôm, có dưa leo, mua dưa leo quá trời mà cũng không biết làm gì. Rồi chị em còn mua thêm cả khoai tây nè, rồi có thêm củ dền và củ cà gót khổng lồ luôn. Chị em còn mua khóm nữa, mua đủ loại luôn. Thì không biết hôm nay là chị em đãi cho mấy chị em tụi em ăn gì. Sáng giờ chị em mua quá trời luôn. Mua hộp mới tổng hợp lên được hai món thôi à. Hai món này hả chị? Làm món gì vậy? Còn cắt cá tôm nữa nè. Chị làm sườn á, xào chua ngọt và với khóm nè. Sườn canh đó là sẽ nấu canh cho mấy em ăn bổ máu đó. Wow, bổ với máu tôm. Luôn chị ba ơi. Không dài mà thiếu máu. Hay là mình ôm mình hôn chị ăn miếng hãy chị ăn xong luôn. Cảm máu nha. Đó, hôm nay mình sẽ có hai cái món rất là ngon nha. Cho nghe ngọt khóm đi. Tiếc quá là không có chị Dung. Chị Dung hôm nay bận Dung đi làm rồi. Chị Dung ăn món này hết sảy luôn, ngay cho tôi cái gỗ này. Có bếp ga mình nấu nó cũng nhanh hơn để bắt nước rồi. Ủa chị ăn cái món xào chua ngọt là bắt buộc phải có trái khóm hả? Đúng rồi, nó mới ngon. Mà lỡ giờ gọt xong cái trái khóm nó bị nhót rồi được không? Chắc có cái cùi cũng được. Còn cái cùi cho chị là được rồi. Tại em biết khóm nhà mình có người khoái. Ngủ khoái khẩu. Ngủ khoái khẩu. À. Sáng thèm thứ nhưng mà cảm thấy cứ lo đi hoài. Còn trái đang thèm nữa mà coi không kịp, dịp dây không kịp. Không cho mua nữa. Cho. Mua nữa là không đủ tiền, không có tiền gì. Tỏi vàng rồi. Cho khóm vào. Xào chua ngọt. Mình xào khóm trước. Món này là chắc là đủ màu sắc luôn. Cho khóm vô xào, trong thời gian đó em sẽ gọt củ cà gót. Thôi đánh lông nọ hấp dẫn nhất nha. Ồ, cho thịt vào thôi. Cái này mà được cái sườn non nữa là bá cháy luôn á kìa. Bá nâu rồi, cô thấy là sườn cộng nâu mà thấy cô bán hết rồi, cô bán hết rồi. Cái sườn cộng nâu thì cái sườn mà ăn kêu gợp gợp á. Đúng rồi. Ngon lắm, khổ này. Nhưng mà nó hơi già hơn. Đi chợ trễ là chị thấy hết trơn rồi. Đi sớm tại người ta hảo quá đó. Chị cho cái này là khoai tây với lại củ dền vô lại hỏi đổi màu. Nó sẽ có cái màu hồng hồng. Nhưng mà nhiều người ăn nó sẽ bị sợ á.
Dạ, thấy cái nước đó không? Nhưng mà ăn bổ lắm không vậy? Bổ. Nhiều khi con mệt mệt á, con thiếu máu rồi đó, nãy dạ. Uống màu đỏ luôn. Bổ sung sắc luôn. Hoặc là có điều kiện đó, thịt bò. Mình không có điều kiện mình ăn củ dền hay là cái lá củ dền đó. Cái lá đó chị? Ừ, lá dền đó nha. Nhưng mà nấu canh thì chị thấy người ta ít để cái củ dền á. Dạ. Thường thấy ta hầm thật là nhiều. Để cho thấm vào nha. Thấm này không chua phải không nha? Không, đúng rồi. Tại vì giờ tôi sợ nhiều. Chua nên vô nó khác á. Cái món sườn xào chua ngọt em làm. Sườn nó mềm lắm. Bà với ngàn vàng ăn thử nghe, em không có biết đâu đó. Cái gì ăn thiệt. Thơm quá à. Em nấu cho em thấy thơm rồi. Ít hành nha. Cái bên em có để gì em Trang? À, em để cần tàu với lại hành. Bên em hả? Ừ, cộng trước đi. Các cái cộng cần tàu trước. Với cái đầu hành. Ôi, cái nồi canh xuất sắc. Tôm không? Tôm không. Cái này là tiếng ta nói nghe máu ào ạt luôn. Hy vọng là sẽ ào ạt. Cái này mình để cho sắc xuống phải không Trang? À, mình đã cho sắc xuống rồi cái hình cái màu nó hơi lạc đó. Cái chị muốn đậm hơn hả? Cái đậm hơn chắc nó ngon. Còn nước tươi không? Dạ cờ. Nếu chị đang nước tươi đúng. Coi coi nè. Thêm vô nước đủ màu sắc hết trơn chưa? Ui gió. Đó, chị Ba Vàng ăn thấy chưa? Hấp dẫn. Hôm nay mình có cái món đó là sườn xào chua ngọt nè, với lại canh canh củ dền. Nói chung là một loại canh rất là bổ luôn. Là mong là các bạn hãy thưởng thức một lần nha. Còn bây giờ thì bốn chị em tụi mình sẽ thưởng thức trước đây. Xin mời mọi người, mời tất cả các cô chú anh chị các bạn nha. Ăn thôi. Mời cả nhà ăn cơm. Và hấp dẫn quá chị ơi. Thử miếng sườn. Cô cảm làm. Cái nước ở dưới mới hấp dẫn á. Hấp dẫn. Hay sao. Ê, chàng như đồ lòng mà sợ sợ khớp. Kỳ lại mới nói được. Cái gì kìa? Kỳ không? Nó mềm á. Mềm không vậy? Mềm. Nó khớp giống mèo mèo. Cũng giống nè. Cái chàng vậy á. Mày ngon. Ngon. Tại vì có ai chàng nó không ngon đâu. Ngon mới ăn được cục nữa nè. Nếu mà được sườn ngon là ngon lắm á. Hay được gà. Mềm ghê luôn á. Mềm thơm mềm. Cái thấm ngon không nhỉ? Thấm hết cậu. Thấm thế em. Thấm có bị chua. Thấm bị chua. Mà một thường mà nó mềm lắm. Thành công thành công Giang ơi. Thành công. Thấm theo vừa hả? Bên cái canh thấy được. Thôi rồi ngăn đặt cái nước chấm. Rồi. Canh ngon quá. Đậu dám tán hết rồi đâu. Dầm thôi. Cái cây nè. Bổ. Ngon quá. Ông trời cảm động mưa luôn. Mưa luôn. Mưa lâm ngâm. Thôi chắc ở đây đi. Hết mưa rồi. Mưa may. Con canh ngon quá. Mưa. Khoai tây mềm. Chú đang cuốn lưới kìa. Hôm nay mình đi chợ vui quá. Rồi. Trời mưa rồi. Không thể nào mà cản nổi cái sự mà ăn uống của chị em tụi mình. Hết mưa rồi. Đem nồi canh vô để đảm bảo an toàn. Còn nhiều canh lắm nha mấy chị ơi. Cứ lên một đây. Mềm lắm không? Canh ngọt. Ngon quá. Ngon quá. Em trời cảm động mưa luôn rồi chị ơi. Hôm nay cảm được phát minh cho món mới. Mưa luôn. Hồi đó giờ em không có biết món này Trang nói mới biết đó. Cái món bao tử ngon lắm mà chị xài mới chưa ăn được. Bao tử gì? Bao tử
Sao thơm? Nè, sao kỹ lắm á. Mặn kỹ lắm. Làm kỹ lắm. Với lại bao nổi là phải đi chợ vô sáng sớm á. Nhưng mà ăn ngon á. Ngon. Giàu quá. Người lớn cũng kịp.